Linh Dương vừa thò miệng xuống sông, một bóng đen nhanh chóng nhắm về phía nó. Nhưng lúc này Linh Dương không phát hiện ra nguy hiểm. Đột nhiên một tấm lưới vọt lên khỏi mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của Linh Dương, tấm lưới nhanh chóng nhốt nó lại. Khi nó sắp thành thức ăn của lũ nhện độc, một tia sét từ trên trời đánh trúng con nhện. Tất cả đàn Linh Dương đều tập trung trên đỉnh núi. Hóa ra tia sét thực chất đến từ con Linh Dương này. Nó điều động toàn bộ sức mạnh của mình. Tia sét thứ hai nhắm vào con Linh Dương bị buộc dây. Sau một trận mưa gió bão bùng, tấm lưới bị tan thành ngàn mảnh, thành công giải cứu được Linh Dương nhỏ. Ngay khi đàn Linh Dương đang gieo hò vui mừng, con nhện độc nhả ra một sợi tơ từ miệng. Tơ nhện bay đến với tốc độ cực nhanh, bám vào chân Linh Dương trắng. Nọc độc bắt đầu lan rộng vào cơ thể nó, nỗi đau khiến nó gục ngã. Linh Dương trắng không bao giờ có thể ngờ được, vốn luôn yêu chuộng hòa bình như nó lại phải chịu nỗi bất hạnh như vậy. Vốn dĩ nó là con đầu đàn trong đàn Linh Dương, luôn dẫn dắt cả đàn sống một cuộc sống tự do. Nhưng sự bình yên nhỏ bé này lại bị sự xuất hiện của nhện độc phá vỡ, để biến Linh Dương thành nô lệ của mình, cung phụng cho bản thân, uy hiếp Hạc Tá Vương giao đàn Linh Dương ra. Nhưng Hạc Tá Vương thà chết không chịu đầu hàng, vì Linh Dương là hóa thân của sự tự do trên thảo nguyên này, thấy họ không chịu phục tùng mình, nhện độc quyết định giở trò cướp. Bà ta di chuyển bước chân dần dần lại gần Hạc Tá Vương, hiện ra nguyên thân của mình, biến thành một con nhện khổng lồ. Hạc Tá Vương lúc này cũng giống như một thanh kiếm, đã chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu. Chỉ thấy nhện độc nhảy từ dưới đất lên không trung, chuẩn bị phát động tấn công với Hạc Tá Vương. Nhưng nó đã đánh giá thấp tốc độ của gia tộc Linh Dương, lao vào một cách vô ích. Mặc dù tộc Linh Dương đều hướng tới hòa bình, nhưng đối với kẻ xâm nhập này, Hạc Tá Vương không thể không cố gắng hết sức, thế bảo vệ tộc đàn và mảnh đất này đến chết. Nó tập hợp toàn bộ sức mạnh vào cặp sừng, sau đó phát động tấn công về phía con nhện độc. Một luồng ánh sáng vàng lóe lên, con nhện độc bị đẩy bay ra ngoài. Đàn Linh Dương dưới vách đá gieo hò cổ vũ cho anh, mong chờ thủ lĩnh của chúng đánh đuổi được quân xâm lược thung lũng. Nhưng con nhện độc lúc này không có ý định bỏ qua mấy con mồi này, lại tấn công về phía Hạc Tá Vương. Nhưng vừa chạm vào lớp màng bảo vệ, con nhện độc lại bị bật ra. Thấy cứng không được, chỉ có thể dùng trí, nhện độc bắn ra một sợi tơ từ miệng trúng vào người Hạc Tá Vương. Nọc độc theo tơ nhện xâm nhập vào cơ thể. Nhìn thấy cảnh tượng này, đàn Linh Dương Tây Tạng đổ xô về phía sông, cố gắng chạy đến vách đá để giải cứu thủ lĩnh của mình. Hạc Tá Vương bảo họ mau chạy đi, bởi vì mình đã không thể ngăn được nhện độc nữa. Nhưng đã quá trễ rồi, nhện độc biến mình to lên gấp trăm lần, còn chưa kịp bỏ chạy, nhện độc nhảy từ trên trời xuống, nhốt đàn Linh Dương vào trong lồng. Nhìn thấy những con Linh Dương này sắp bị nhện độc nuốt chửng, Hạc Tá Vương trên vách đá đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình, dùng hai chiếc sừng của mình đâm vào chuồng nhện độc. Một chân của con nhện bị gãy, khiến nó mất thăng bằng ngã xuống. Đàn Linh Dương nhân cơ hội này trốn vào thung lũng, nhưng tình hình của Hạc Tá Vương không mấy lạc quan. Một chiếc sừng của nó đã bị gãy, chỉ còn lại cơ thể đầy thương tích. Đối mặt với sự truy đuổi không ngừng của nhện độc, Hạc Tá Vương nhảy xuống sông, nhện độc cũng nhảy theo sau, bị nước sông chảy xiết cuốn trôi về phía hạ lưu. Sau khi lên bờ, Hạc Tá Vương biết mạng mình không còn lâu, nói lại điều ước cuối cùng của mình với bồng bồ công anh trên mặt đất. Bồ công anh mang theo tâm nguyện cuối cùng của nó bay lên trên trời cao. Dưới tác dụng của gió, bồ công anh theo đồng cỏ mau đến thảo nguyên xem thế nào, mau đi đi. Người chăn cừu sau khi nghe bồ công anh nói thế, dẫn chó ngao Tây Tạng về phía đồng cỏ. Lúc này Hạc Tá Vương đã không còn chút sức lực nào, nằm bất động trên mặt đất, âm thầm chờ đợi vận mệnh của mình. Nhưng khi nhện độc chuẩn bị tập một phát, lại đột nhiên bị ném đá. Là chó ngao Tây Tạng của người chăn cừu, có vẻ như nhện độc không muốn dây dưa quá nhiều với con người, chỉ có thể nhanh chóng bỏ chạy. Người chăn cừu theo ngay phía sau, thấy Hạc Tá Vương nằm trên mặt đất. Ông không hiểu thảo nguyên này đã xảy ra chuyện gì, nhưng bỗng nhiên bầu trời đầy mây đen, một cơn mưa lớn cuốn trôi đồng cỏ này. Khi những hạt mưa ngày càng lớn hơn, thi thể của Hạc Tá Vương biến mất, chỉ còn lại một chiếc sừng. Đây có lẽ là di vật duy nhất Hạc Tá Vương muốn để lại trên thế giới này. Nhưng điều kỳ lạ là có một bông hoa mọc trên cái sừng này. Người chăn cừu cũng vô cùng bối rối về điều này. Ông mang nó về nhà. Người chăn cừu cho rằng bông hoa này nhất định có gì đó thần kỳ, liền đổ cho nó một chút nước, hỏi chú chó ngao Tây Tạng ở bên cạnh phải chăm sóc em bé này thật tốt, đề phòng có kẻ trộm. Đợi sau khi người chăn cừu rời đi, chó ngao Tây Tạng nằm trước tủ, âm thầm canh giữ những chiếc sừng mà Hạc Tá Vương để lại. Nhưng nó không biết là lại có một tên trộm xuất hiện trong nhà. Người đàn ông này vì muốn trả thù máu cho gia đình mà không ngần ngại bán linh hồn cho quỷ dữ, rồi mượn sức mạnh của quỷ biến thành một người khổng lồ lừa. Anh ta mạnh đến mức có thể đi bộ trên biển. Mà lúc này kẻ thù của anh ta là Tùng, lênh đênh trên biển cùng đồng đội nhiều ngày, cuối cùng cũng đến được quê hương của Mi. Đợi đến khi thuyền cập bến, Mi không thể chờ đợi thêm được nữa mà chạy ra ngoài. Chú khủng long nhỏ không biết bơi cũng học đòi nhảy xuống, kết quả đã bị bạo chúa kéo ngược lên. Lúc này nó phát hiện chị gái mình đang dùng chân để bơi, thế là mới bắt chước dáng vẻ để học theo. Cứ như vậy nhóm bọn họ đi lên bờ để tiếp tục hành trình. Sau một đoạn dài đi đường, họ cuối cùng cũng đi tới nơi Mi hằng đêm mong nhớ. Đó là những tòa nhà được xây ở giữa vách đá cao. Những người dân đang ngồi quây quần ăn trưa bên gia đình, bỗng nhìn thấy có hai chú khủng long con chạy ngang qua, thế là mới tò mò chạy ra ngoài xem thử. Khoảnh khắc người đàn ông quay đầu lại,
còn giật mình hơn khi nhìn thấy một con khủng long bạo chúa siêu to khổng lồ và một tên người như người nguyên thủy. Anh ta sợ hãi hét ầm ĩ lên. Rất nhanh người dân trong thôn đã nghe thấy tiếng hét chạy tới, ai nấy cũng đều cầm vũ khí rồi bao vây đội hiệp sĩ khủng long. Vào thời khắc then chốt, Mi đã lao vào ngăn cản dân làng. Lúc này một ông lão râu tóc bạc gọi một tiếng Mi, người này chính là bố của Mi. Hai cha con xa cách nhiều năm, không khỏi xúc động mà lao vào ôm chầm lấy nhau, vì để chào mừng sự trở lại của Mi. Buổi tối họ đặc biệt cử hành buổi lễ chào mừng, nhưng Tùng chỉ nghĩ được rằng cá nướng ở đây thơm ngon thật đó. Đêm khuya, nhóm hiệp sĩ khủng long vui vẻ nghỉ ngơi trong một căn phòng. Có lẽ do cả đoạn đường đã trải qua rất nhiều chuyện nên đêm nay Tùng đã mất ngủ. Anh đi đến một bức tường trống, đột nhiên nhớ ra một cái gì đó, sau đó nắm một vốc bùn, để lại trên tường một dấu tay. Hóa ra, anh ấy muốn ghi chú lại tất cả những cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình. Đợi đến khi Mi đến đưa đồ ăn sáng, trên bức tường đã lưu lại những hình ảnh dày đặc. Tùng cũng đã thấm mệt mà ngủ thiếp đi. Trên bức tường không chỉ lưu lại quá trình trưởng thành của Tùng, gia đình hạnh phúc ban đầu, mà còn có cả hình ảnh người thân của Tùng và bạo chúa bị khủng long đỏ ăn thịt. Đồng thời cũng có cả hình ảnh gặp gỡ Mi và những trải nghiệm khác nhau trên đường trở về cố hương. Nhưng điều kỳ lạ là bên trên có bức vẽ Mi đứng cùng ba mẹ con nhà bạo chúa, nhưng Tùng lại đứng ở một nơi xa nhìn về phía bọn họ. Mi không biết rằng hình ảnh đó chính là dự đoán tương lai. Khi Tùng đang ngồi ở trên một vách đá hưởng thụ chút gió chút nắng, kẻ thù không đội trời chung với anh đã tìm tới. Bạo chúa cũng đồng thời đánh hơi được mùi kẻ địch, thế là hiệp sĩ khủng long cùng vét cưng chạy vượt trước đoàn dân, hướng thẳng về phía ngọn lửa. Và đây cũng là cuộc chiến đấu cuối cùng của tổ hợp hiệp sĩ khủng long và vét cưng của mình. Bọn họ vừa đi đến nơi, một con lạc đà bị thiêu cháy la hét chạy qua. Chính vào lúc Tùng còn chưa hiểu chuyện gì, một đôi chân rực lửa đã đạp xuống. Sau khi nhìn rõ được dáng vẻ của kẻ địch, mãi đến khi đối phương giơ ra chiếc rìu quen thuộc, Tùng mới nhận ra đây chính là thủ lĩnh của nhóm người Viking. Đi chết đi tên khốn. Lúc này, ngọn lửa khổng lồ lại lần nữa tăng cao, sau đó người khổng lồ lửa vung tay một cái, một đống lửa được tung ra, cũng may bạo chúa và Tùng đã kịp thời né tránh. Tùng đứng dậy xem thử, hiểu rằng mình và đối phương không cùng đẳng cấp, chỉ có thể cùng bạo chúa trèo lên trên đỉnh núi. Người khổng lồ lửa nhìn thấy thì nheo hai mắt, sau đó cúi người xuống, phút chốc biến thành một bé na phun lửa, dễ dàng bò trườn lên vách núi dốc 90 độ, đồng thời tốc độ truy kích lại cực nhanh. Bạo chúa và Tùng lúc này cũng đã trèo lên trên đỉnh núi, nhưng nào ngờ chưa được mấy bước đã lại là một vách núi cao 100 mét. Bây giờ hai bọn họ đã không còn đường để trốn nữa. Khi hiệp sĩ rồng quay đầu nhìn lại thì phát hiện kẻ địch cũng đã đuổi theo sát nút. Bé na lửa lại từ từ biến thành người khổng lồ lửa, đằng sau hiệp sĩ khủng long là vách đá sâu hun hút, phía trước lại là kẻ địch mạnh đến đáng gờm. Bọn họ cũng chỉ có thể đối đầu trực diện. Tùng nhặt một tảng đá dưới đất lên rồi tung về phía đó, nào ngờ lại chẳng chút xi nhê gì với đối phương. Lúc này người khổng lồ lửa cũng phản kích, nhìn bạo chúa đau đớn ngã gục xuống đất, Tùng lại lần nữa cảm nhận được cảm giác người thân thương nhất của mình bỏ mình mà đi. Sau khi hét lên một tiếng kêu xé gan xé thịt, anh không thèm màng nguy hiểm mà xông lên, nhưng lại bị ngọn lửa thiêu đốt cả toàn thân. Tùng cố gắng nhịn cơn đau rát, như thể đang biến mình thành một con quỷ lửa khác vậy, mà giây tiếp theo lại không chút do dự nhảy bổ vào kẻ địch, trực tiếp nhảy xuống dưới núi cùng tên đó đồng quy vô tận. Mi vội vàng chạy tới dập đống lửa trên người của Tùng. Lúc này một bàn tay khổng lồ đột nhiên nhô lên từ dưới mặt đất, bắt thủ lĩnh Viking đã trả thù xong xuống địa ngục. Đến tối, thầy phù thủy trong làng đến trị liệu cho Tùng. Cơ mà vết thương trên cơ thể anh thật sự quá là nghiêm trọng, thầy phù thủy dù có kinh nghiệm phong phú đến mức nào cũng chỉ đành bất lực. Bạo chúa nhìn thấy thầy phù thủy lắc đầu rời đi thì dường như cũng hiểu ra điều gì đó. Nó phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, rồi đau đớn chạy ra bên ngoài. Mi nhìn người đàn ông đã cố gắng bảo vệ mình hết lần này đến lần khác, đang từng chút bước đến bên bờ vực cái chết. Cô quyết định sẽ duy trì hương hỏa cho Tùng. Đây là điều duy nhất cô có thể làm cho anh vào lúc này. Thế là vào nhiều năm sau đó, lại có một thiếu niên xinh xắn cưỡi trên lưng khủng long bạo chúa xuất hiện.